Cung xin gửi lời chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho show V-Rock ngày 12 tháng 1 tới tại sân vận động Bách Khoa. Có thể nói lâu lắm rồi các anh em ban nhạc rock chúng tôi mới có một sân chơi lớn, một nơi để quy tụ như thế này. Và đến với V-Rock chân dung âm nhạc thì đây là một cơ hội lớn để bản thân Ngũ Cung cũng như các ban nhạc khác có sự chuẩn bị khắc họa rõ nét hơn về phong cách âm nhạc của mình. Ngay bên cạnh tôi đây là anh Trần Thắng. Anh đang chuẩn bị set up lại đàn guitar của mình. Hôm nay tôi đã lôi ở trong kho ra chiếc đàn mà đi với tôi, gắn bó với tôi rất nhiều năm. Đây là con quái thú của tôi mà nó đã tạo ra rất nhiều những cái âm thanh hay là rất nhiều những cái nốt nhạc mà mang đúng chất của thằng nháy. Các bạn hãy chờ sự ủng hộ của ban nhạc Ngũ Cung vào show 12 tháng 1.